đi 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 nè, đi lại lại lắm, lại lại lắm nha. Ờ đi đi. Cái thằng quỷ này đuôi chó kỳ cục vậy trời. Ủa, Tài ơi. Dạ, cái gì không chết? Trời ơi. Hay quá, cái gì vậy? Trời ơi, nhìn có nhận nhìn dễ thương gì đâu luôn á trời. Ủa, sao tìm mới là chính thiên em? Không, nhìn hả, bữa giờ thấy làm như ăn, tính ăn lắm đúng không? Thấy ớn đợi nha. Ủa, mấy này em đi làm thức đêm, không mà em tập ăn gì đâu. Bị xuống cân đúng không? Đúng rồi. Lại chăm mấy con chó thì cực lắm hả? Ủa, nó làm gì chẳng nó la la là ăn kìa. Thôi, mày ăn nó xuống đi, ăn nó xuống đi. Để cho nó chơi á. Trời ơi, để chỉnh chở chi. Dễ thương không? Ờ, dễ thương quá ha. Ủa nó nghe nè, chiều nhà có gì ăn không? Chưa nấu cơm. Chưa nấu cơm, chưa ra luôn hả? Trời ơi, thiệt tình luôn, ở mình ơn vậy tới công nghiệp quá ha. Trời ơi, có bữa ăn bữa không rồi nắc quá đi ra một quán ăn. Trời đi qua quán ăn chi đó có đảm bảo vệ sinh đâu. Ta ở nhà nó tự nấu, ta ăn không mấy rồi qua anh chị kìa, chị lấy kiếm cho chị có gì cho chị sớt sớt cho ăn. Ôi chị ơi, nè thật xấu quá. Là giống như bữa nay nè chị đi có chút đồ ăn gửi qua cho em ăn nè. Có cái gì vậy? Lấy ăn đi. Trời ơi, bữa nay chị cho em cái gì vậy? Trời ơi, tình làng nghĩ sớm nhau không mà. Cái này là em cũng thích lắm nè. Vậy hả? Thiệt vậy không? Thiệt, em lấy đi. Giỡn ăn đi. Ôi, nhiều nha. Giỡn ăn đi. Bên này tốt gì trời? Đâu có, chị bình thường vẫn vậy mà. Ừ, cái gì vậy trời? Cái gì? Sơn chị đưa phân chó cho em. Đưa gỡ cái ăn đi, gỡ cái ăn đi. Cái gì mà nói? Cái gì? Sao mà đưa đây cái này? Quen không? Hả? Quen không? Sơn... Của con chó của em đó. Hồi nãy làm gì giỡn, mà đâu làm gì? Mới giỡn nó thì luôn. Đâu có đâu. Làm gì cũng có, tao thấy rõ ràng gần tận mắt tao chứng kiến rõ ràng cho không ai hết trơn á. Chó em nuôi em để gì vệ sinh đàng hoàng. Chó em nuôi em để đây. Mày đừng có chó, mày còn tao trích xuất camera không? Hả? Tao thấy rõ ràng cái mặt mày, cái tướng mày ở đây là không có ai mà qua mặt được hết trơn á. Nha, đừng có chó. Nhắm nuôi được thì dọn được. Nha, cho nó đi dưới trong nhà thì người ta dọn, người ta rửa, ai nói gì đâu. Mắc mớ gì phải đem ra đường mất vệ sinh vậy? Hả? Hả? Nói tới mày cái mày chói hả? Trời ơi, còn nếu mà nhắm mà dọn không được á thì lụm về ăn nha, nhét vô họng. Quá trời quá đất rồi, nuôi chó cũng mới biết giữ vệ sinh chứ nuôi chó gì mà không biết giữ vệ sinh. Làm ảnh hưởng bao nhiêu người trong xóm này. Mày nha, tao nói cho em lần này được nha. Một lần được, nuôi được thì nuôi, không nuôi được thì đừng nên nuôi. Đừng bao giờ làm ảnh hưởng tới hàng xóm bà con nha. Một lần nữa, một lần cuối cùng tao nói nha. Còn không là lần sau tao kêu bên vệ sinh trật tự rồi xuống là hốt đó. Là hốt luôn, chủ với tớ lên trên trển ngồi đó, gán chịu đó. Xin lỗi chính. Ở dơ gì mày, ở dơ dữ vậy? Có gì thông cảm cho em. Khỏi có thông cảm à. Tự dọn đi. Ôi, xui dữ vậy trời. Dữ trời. Tới nữa rồi đó, chúng đâu chừng. Làm như cái xóm này có mình ta nhà tao hay sao á. Sọt cát bao nhiêu không để vô rồi để ở đây nữa vậy trời. Những người không có ý thức. Ôi là trời. Cái cảnh này ghê á. Ôi. Thằng quỷ đi đâu ta? Chó mày khỏi dọn luôn. Mày hả, mày nhắm mày nuôi không được á thì mày đừng có nuôi. Mày nuôi không được á thì tao đem đi chỗ khác. Chứ có đâu mà nuôi đã rồi hả, để cho nó đi tầm bậy tầm bạ vậy được. La 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 la.
cái đống này sao nằm đây nữa rồi. Ui, xui gì vậy trời. Chắc mẹ chính trong mẹ chưa? Chó đâu rồi? Đây. Chính chéo cái gì? Chính chéo cái gì mà qua đây tao nói mày bao nhiêu lần rồi, giờ qua đây mày làm phiền tao. Hả? Chính cho em xin lại hai chó. Mày khỏi xin với tao đi ha. Đây. Mày khỏi xin đi nha. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi? Hả? Tao nói mày giỡn mày hay gì? Hả? Mày làm gì bây giờ, biết bao nhiêu nhà trong đây, biết bao nhiêu cái thùng cát không để mày để trước cửa nhà tao? Hả? Đất cơ mày vừa phải thôi chứ tại. Nuôi được thì nuôi, nuôi không được thì tao đem cho người khác tao nuôi. Chị xin lỗi đi ha. Xin lỗi cái gì? Mày xin lỗi bao nhiêu lần rồi? Bây giờ về lấy giường qua đây chuột. Không, em hứa lần này. Mày khỏi hứa với tao đi, bây giờ đem về đem tiền qua đây chuột. Tiền bảo hiểm độc hại. Chuột. Phải chuột lại chứ. Nhiều. Mày đem qua đây chuột thì tiền bảo hiểm độc hại 10 triệu. Con chó này em mua không tới 10 triệu. Không tới 10 triệu thì thôi, tao lấy cho hai con chó này tao đem bán ở ngoài, thả tao bán ở ngoài 2 triệu cũng được. Chị cho em thiếu được không? Không có thiếu gì hết trơn á, nuôi được không? Cho em xin chuột lại đi. Đi về bả đi rồi từ từ mày đem tiền qua đây. Con mày phải kiểm điểm cho bản thân mày chứ. Rồi, tại em. Nói ghét mày hả?